Làm gì? Nạo dừa. Dừa ở đâu vậy? Dừa ở cây chỗ kia nó rớt xuống. Dừa mà sao làm chả? Dừa chả dừa mà. Béo lắm. Ui à. Dài. Giá dừa thì không lên luôn. Ui giá coi này. Lấy gồng luôn. Dài mà dòng ren luôn vậy. Ô. Nếu mà chả này chả dài lắm à. Chả cá không có cửa với nó đâu. Wow. Con dừa đỉnh chứ ta. Phải cạo từng chút giờ công phu lắm. Cái dừa đây cái dừa gì mà nó to dữ ha. Dừa sò. Dừa sò. Ôi anh em ơi, đó anh em mình đang có cái chương trình cái món gì đây anh em góp ý nha. Wow. Sao mà dai dữ không chả. Để thử anh em biết cái món gì không? Ui giời, nó dính như keo này cũng hay ha. Đây ăn được không ta? Trời ơi, quá được luôn vậy. Nấu bánh canh này làm gì vậy? Chiên nó bún đi. Bún à. Trời, nấu bún cũng ngon mà nấu canh bí cũng ngon. Được không? Cậu số 1 ăn không ngon. Rồi anh em ơi, tranh thủ thời gian mấy anh em làm chả đi anh em ơi. Đấy, có combo đây nè, hai mấy mực nè, anh em tranh thủ nè. Đây, đặc sản của mấy anh em ở đây. Đó, anh em cứ thử trải nghiệm cái đặc sản vùng miền của anh em thử ra. Sản phẩm do chính tay mấy anh em mình làm mấy mực của Nhạc muối chua nha anh em ơi. Anh em tranh thủ bập rạc rạc đi anh em à. Ui giời ơi. Công phu lắm. Lần đầu tiên thấy cái món này các bạn ơi. Món này nó cũng niềm thực thực đơn nhà hàng mãi mãi trong cái giỡn đâu. Top 10 nhất giỡn nào. Dừa đây trồng ngoài biển à? Đúng rồi. Dừa đây ngoài biển sâu mệt nước giấc á.